21 phẩm tướng không. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát bất thối chuyển này thành tựu công đức hy hữu rộng lớn vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Phật bảo: Thiện hiện. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này đã đạt được trí thù thắng vô lượng vô biên, không đồng hạng với thanh văn và độc giác. Trụ trong trí này sẽ phát khởi bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng. Do bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng này, trời, người, Atula vân vân ở thế gian không thể vấn nạn, khiến cho trí tuệ biện tài của đại Bồ Tát này đi đến chỗ bị cùng tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có thể trải qua hằng hà sa số kiếp để tuyên thuyết các hành động tướng trạng của đại Bồ Tát bất thối chuyển mà Thế Tôn đã nói, hoặc chỉ rõ các hành động tướng trạng của đại Bồ Tát bất thối chuyển đã thành tựu công đức thù thắng vô lượng.